Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6, gần 600 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đồng loạt triển khai chương trình uống bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi, phụ nữ sau sinh trong một tháng và tẩy giun cho trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi. Trong hai ngày đầu tháng 6, tỉnh Thanh Hóa có gần 350.000 trẻ em từ 6 tháng đến 60 tháng tuổi được bổ sung vitamin A liều cao và trên 270.000 trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy giun đợt 1. Hầu hết các đơn vị, địa phương tổ chức bổ sung vitamin A đều nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nhân ngày vi chất dinh dưỡng, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6, tại tỉnh Ninh Bình đã có trên 50.000 trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi được bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2021. Năm nay, để bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế tỉnh Ninh Bình đã thay đổi cách thức tổ chức uống vitamin A cho trẻ em và phụ nữ sau sinh bằng cách hạn chế cho các đối tượng đến trạm y tế uống trực tiếp và thực hiện cấp phát đến tận hộ gia đình.